nhân dịp mùa đông sắp tới trao một số phần quà cho các trẻ em và một chút tấm lòng của kênh Vũ Khắc Tiệp Official, và cũng là một cái gì đó Tiệp nghĩ là ý nghĩa ở cái tập Sa Pa này. Xin chào Sa Pa. Hello Sa Pa. Lần này đồng hành cùng với một cô gái xinh đẹp. Đó chính là Mia. Mia là một trong những một trong những cô gái mà Tiệp mời đi khá nhiều tập trong năm qua, nhưng mà Mia không sắp xếp được. Và Sa Pa lần này Mia xuất hiện với một hình dáng cực kỳ xinh đẹp. Thank you sếp. Hello mọi người. Xin chào khán giả đang xem Vũ Khắc Tiệp Official. Mình là Mia. Cho mọi người chưa biết Mia từng là em út của anh Tiệp. Anh Tiệp đã mời Mia khá rất là nhiều lần để được đi đi du lịch cùng anh Tiệp nào, quay vlog cùng anh Tiệp, nhưng mà Mia không sắp xếp được thời gian. Hai anh em đang có mặt trên một cái thành phố, trên một cái đỉnh thung lũng của thành phố Sa Pa đấy. Và đây cũng là một khu nghỉ dưỡng có 102 ở Việt Nam, có cái tên gì nhỉ? Topaz. Đây là lần thứ mấy út lên Sa Pa? Đây là lần đầu tiên em đến Sa Pa. Sếp tới chắc là lần thứ tư, thứ năm. Chợ tình Sa Pa này, các món ăn của Sa Pa và khí hậu, đó là những điều mà sếp yêu thích. Cái resort này đúng chất của resort nghỉ dưỡng. Cái khách sạn á, cái phòng á, không có wifi cũng không có tivi luôn. Không thì có à? Không có tivi cũng không có wifi luôn. Thì lúc nãy Mia có hỏi cái chị Lễ Tân á, chị Lễ Tân mới nói là để mọi người có thể đến Sa Pa có thể enjoy được cái không khí nè, có thể tận hưởng và cách ra khỏi mạng xã hội. Nó không muốn mọi người đến đây vì công việc quá, cầm vào cái điện thoại quá. Dạ đúng rồi. Mà muốn mọi người tới đây và enjoy được đúng nghĩa đi đi du lịch. Du lịch. Dạ. Em thấy là đa số hôm tây với lại resort ở đây đều vậy. Trong bên riêng trời chỗ này. Đó là cái phong trào ở đây như vậy. Cái này gọi là phong trào. Đó gọi là truyền thống. Cái truyền thống. Hoa là gì? Hoa lá kèn. Sau tập này nè, sếp định đi đâu nữa vậy? Sau tập này á, sếp chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng mà có thể sếp sẽ làm một tập về Việt Nam nữa. Có thể là Đà Nẵng. Nhưng mà khi nào sếp đi nước ngoài sếp nhớ rủ em tí nha. Đây. Em ngồi đi. Ngồi đây, mình ngồi đây, ngồi đây. Và hiện tại bây giờ là anh và Út đang ở trong cái thời tiết đẹp nhất, cái mùa đẹp nhất đó. Em nghĩ là thời tiết đẹp nhất là thời tiết tháng 9 chứ đúng không sếp? Tại vì thế mình sẽ thấy mình sẽ thấy những cái lúa vàng bắt đầu nào? Bây giờ người ta bắt đầu gặt hết rồi. Bắt đầu nó qua thu qua đông rồi. Tiết một xíu là mình không thấy được cái cảnh đấy. Không sao, anh em mình vẫn đang tận hưởng những cái gì đẹp nhất của thiên nhiên ưu đãi cho nơi này rồi. Đang ngồi tận hưởng rồi. Sếp có một cái mong muốn là sếp muốn được sống chậm lại một chút. Hình như là sếp nghĩ mình đang sống nhanh quá, sống vội quá. Nhưng mà sếp nghĩ sếp sẽ chọn nơi nào để sếp làm cái điều đó? Có lẽ sếp sẽ chọn Đà Lạt. Đà Lạt. Đà Lạt để tận hưởng cái những cái khoảnh khắc đẹp của cái tuổi này. Vì thực ra là ở cái tuổi cận kề 40 là cũng là một trong những tuổi đẹp. Được bây giờ được tính là một trong những tuổi đẹp. Hình như đầu năm vừa rồi là sếp đi Đà Lạt rồi đúng không? Sếp đi Đà Lạt lần đầu. Sếp có thể sếp sẽ quay trở lại Đà Lạt. Nhưng mà chưa chắc sếp đã làm tập YouTube Đà Lạt. Có thể quay trở lại để tận hưởng, để tận hưởng một mình không sếp? Không, với bạn bè. Sẽ không sử dụng điện thoại. Có thể bạn anh cũng phải chậm hay sao? Bạn anh cũng phải chậm, phải thống nhất nhau hết, phải chậm lại cùng nhau. Đó là ước mơ đấy, chứ không phải là một điều mà mình muốn làm được mà làm đâu. Sếp thấy là ở đây nó có giống châu Âu không? Không giống được. Tại sao vậy sếp? Châu Âu là đến cái nào đập mắt mình là cảnh đẹp luôn rồi. Núi cũng đẹp, người nhà dân đẹp. Ở đây có thể là nó chưa vào một cái khuôn khổ. Nó còn lộn cộn quá. Nhưng mà ở cái địa điểm mình đang ở này thì sếp nghĩ là đánh giá là một trong những resort đẹp đấy. Đúng rồi. Thực ra tập này sếp không muốn nói quá nhiều về resort, chỉ muốn nói về những cái cảm nhận của sếp về một thành phố Sa Pa và thành phố sương mù. Nhưng mà đến đây thì cũng bất ngờ cái resort này. Thì sếp cũng muốn chia sẻ một số cái về cái resort này cho các bạn độc giả, nhất là những fan của mình ở nước ngoài. Nếu về Việt Nam ấy, lên Sa Pa thì hãy tận hưởng cái resort này. Nên đó. Enjoy thử một lần sếp nhỉ? Giống như sếp nói, đi đâu cũng phải thử một lần trong đời. Phải một lần trong đời. Dạ.
cuộc sống này rất là ngắn và nó sẽ trôi qua rất nhanh đối với những người không biết nắm bắt nó. Nên hãy tận hưởng và hãy enjoy khi mình còn có thể. Và hãy xem kênh Vũ Khắc Tiệp Official cũng là một trong những điều tận hưởng cuộc sống. Sếp thích cái khuôn viên của khách sạn này, nó làm rất là tốt. Có một ly trà ngổ đây là hết sảy luôn á. Một ly cà phê sữa đá. Đường đẹp. Anh ở sống ở đây luôn, Việt Nam hay đâu? Em ở Sài Gòn mới ra. À, Sài Gòn luôn à? Nhân cái chụp có mình dạ em. Em mới trà trộn qua. I wanna go make pictures look like postcards. I wanna go take the train and watch you sleep right in my arms. I wanna go where we don't know where we are. Climb something high, don't look down and don't look back. Yeah, when I die, I wanna know I live like that. I wanna run in wide spaces, fly like the wind in high places, rushing like water on my face, with your hand in my hand. Ooh, I wanna dance into the morning, kissing like you've never been kissed before me. I would go anywhere you wanna go, with your hand in my hand. Em chụp tấm làm kỷ niệm nè. Đứng im nha. Máy phim Contact. Ma cũng có một thương hiệu thời trang của riêng mình. Và thương hiệu đó chính là Eric Studio. Những bạn mà yêu thích Vũ Khắc Tiệp Official mà muốn đi tới những nơi đẹp như thế này thì phải cần đồ của Eric Studio rồi, đúng không nè? Một cô gái xinh đẹp, thông minh mà lại là một cô gái yêu công việc và mê kinh doanh, một CEO trẻ, Mia. Dạ, không có xe anh ạ, xe này hội em đặt riêng. Đây là chiếc xe siêu xe của Vũ Khắc Tiệp Official đặt riêng. Yeah, thank you anh, cảm ơn anh. Chị cứ ngồi, chị đâu chứ, chị ngồi đấy đi em chở ra. Đây là một trong những địa điểm khách du lịch tất cả chúng tôi đều tới Canada và anh em chúng tôi sẽ có mặt trong khoảng 30 phút sau khi kết thúc. Maybe you don't wanna know, you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. Giờ là 5 giờ chiều nhưng mà sương mù ở đây là khá dày đúng không em? À, Phương đây, sương mù ở đây với ở Đà Lạt thì Phương thấy sao? Sương mù ở đây nhiều hơn. Nhiều hơn Đà Lạt đúng không? Còn khu này, nơi mà các chàng trai đang chơi đá bóng này thì có là chợ tình cũ của Sapa. Mắc cỡ. Đồ này ai mua cho con á? Mẹ mua hả? Rồi dòng này cô mua vài chiếc nha để cô làm quà tặng nè. Bao nhiêu tiền cô gửi tiền nè? Đi. Cảm ơn. Bên kia là nhà thờ đá Sapa, đó là một trong những biểu tượng của thành phố Sapa này. Thực ra Tiệp thích Sapa của 15 năm về trước hơn. Nó còn giữ được cái nét cổ kính và những cái điều thú vị về một thành phố sương mù. Nhưng mà bây giờ có thể Sapa bị đập phá quá nhiều. Nó mất đi cái sự cổ kính và nó pha một chút hiện đại, nó bị xen lẫn. Nên mọi thứ nó không còn mơ mộng như ngày xưa. Everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know. If I had known from the start with broken hearts, 'cause I don't wanna waste my time. No, no, I don't wanna waste my time.
bye. À, hôm qua đi tham quan khách sạn này rồi. Sáng nay ghé thăm cái bể bơi. Và đây là một trong những điều đặc biệt của khách sạn này. Đó là bể bơi nước nóng. Giữa trên một quả đồi, trên một đỉnh núi như thế này mà có một bể bơi mà mình vừa bơi vừa ngắm được tất cả không gian bên cạnh. Sáng nay thì thời tiết nắng thì nhẹ nhưng mà mây thì hơi nhiều. Đấy, các bạn thấy chưa? Mây kìa. Sau khi trả phòng ở khách sạn này, Tiệp và ekip của mình có một chuyến đi nho nhỏ lên trường học và phát quà cho các trẻ em. Một chút tấm lòng của kênh Vũ Khắc Tiệp Official và cũng là một cái gì đó Tiệp nghĩ là ý nghĩa ở cái tập Sapa này. Phương và mọi người đang trên đường đi tới trường tiểu học Tả Vang. Đây là trường tiểu học cấp quốc gia và có một điều đặc biệt là trường tiểu học này miễn phí 100% học phí cho con em của đồng bào dân tộc. Mọi người hiện tại thời điểm này là mọi người ai cũng rất là bận rộn, nhưng mà do là mùa đông đang về thì có chuẩn bị một chút quà, đặc biệt là áo ấm cho với lại chăn ấm cho các em để kịp cho mùa đông tới này. Mình có quà gì đặc biệt đúng không chị? Đặc biệt nhất á, là có một cái nồi điện để nấu cơm. Mà cái nồi này rất là to, mình một lần mình nấu á, là có thể nấu được cho cả các em của toàn trường ăn luôn và tiết kiệm điện á, rất là tốt. Dạ. Có ba đi. Rất là đúng đỉnh. Không sợ. Đây, đứng bên cạnh đây nào. Rồi, đẹp lắm. Ba đẹp quá nè. Đưa tay này cho. Xinh quá. Xinh ấy. Anh Vũ Khắc Tiệp và ekip của kênh YouTube Vũ Khắc Tiệp Official đã đến với trường chúng ta với những tình cảm chân thành nhất. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay một lần lớn thật nữa để chào đón đoàn. Ba múa vui trường Tả Vang quê em. Chỉ mong các cháu cho ngoan học giỏi và có một mùa đông thật ấm áp, và chúc cho sức khỏe của các thầy cô luôn mạnh khỏe. Một nơi có cái view cực kỳ đẹp không? Tình cờ là đi trên đường đi về khách sạn á, thì Mia thấy một cái homestay ở Tả Vang cực kỳ dễ thương luôn.
dọc bờ suối á, ở đây thì có rất là nhiều homestay, nhưng mà cái homestay ở Tả Vang này á, là Mia cực kỳ ấn tượng nhất bởi cái kiến trúc làm bằng gỗ của nó và cái view cực kỳ hùng vĩ như thế này. Cà phê vẫn là một trong những người bạn đồng hành không thể thiếu trong mọi khoảnh khắc của Vũ Khắc Tiệp. Vì nếu mà uống cà phê ấy, thì Tiệp là người thưởng thức cà phê có tâm nhất này, thích thật sự nhất và trải nghiệm bằng cả cảm xúc và cả tâm hồn. Thì đó mới là người để cho các bạn lựa chọn người nào là người phù hợp với quảng cáo cà phê và nói vào người khác uống liền. Đó chính là Vũ Khắc Tiệp, đúng không? Biết đâu là sau cái chuyến đi này lại trúng một quảng cáo về cà phê. Cà phê uống vào bao phê. Baby, I can let it go. I won't miss you, won't miss you. Chia nhau nào. Ồ, đấy, ngồi đây, ngồi đây, Thúy ngồi đây. Và trên tay tôi là tấm vé mang biển giá 820.000 Việt Nam đồng. Và tấm vé này là đưa chúng tôi đến với nóc nhà Đông Dương, đó là đỉnh núi Fansipan, đỉnh núi cao nhất của Việt Nam và cao nhất của Đông Nam Á. Ok, đây là lần đầu tiên Mia và Minh Phương. Minh Phương lần thứ 10 à? Lên nhiều nhiều chưa? Đấy chưa? Minh Phương là lần đầu tiên và Mia cũng là lần đầu tiên mà. Lên đỉnh núi Phan Xipang, nóc nhà Đông Dương. Còn Tiệp thì đây là lần thứ ba. Lần thứ ba rồi, ba lần rồi. Và có lẽ lần này theo như dự kiến của bảo vệ vừa chia sẻ vừa tâm sự là hôm nay thời tiết rất đẹp, có thể nhìn thấy biển mây. Thực ra khi đi du lịch ấy, mình cũng phải nhờ vào may mắn và nhờ vào sự hên xui của thời tiết nữa. Cảm nhận của Mia khi đi du lịch với sếp. Thứ nhất là được free nhé mọi người ơi. Nói chung là sếp luôn là một người vui tính và chăm sóc mọi người, là ăn uống rất là ngon nè, ở khách sạn rất là đẹp nè, ngoài ra hả còn được trải nghiệm những điều rất là hay. Đấy chưa? Phương thích Sapa không Phương? Phương rất thích Sapa. Thứ nhất là cái khung cảnh rất là đẹp nè và hùng vĩ. Rồi thứ hai là cái khí hậu thì quá trong lành và mát mẻ. Em nghĩ là tại vì em còn trẻ cho nên em sẽ nghĩ là em thích những cái city lớn hơn, em thích trải nghiệm những cái điều vui, những cái vui nhộn hơn. Út phải đến Las Vegas. Thì là sếp phải dẫn Út đi chứ nhỉ. Vì Las Vegas là nơi là thiên đường ăn chơi mà. Tất cả những cái tinh hoa, những cái tinh túy, những cái mà đặc biệt nhất, ăn chơi nhất của thế giới nó đổ dồn về thành phố đó. Sếp đi Las Vegas mấy lần rồi? Phải 10 lần nữa. Trời ơi. Ghê vậy? Hơn 10 lần rồi. Đi dữ vậy? Quá ăn chơi. Nhật nó lại đẹp theo mùa nhỉ. Nhật cũng xuất sắc Nhật. Còn nếu mà tháng 10 là đấy. Dubai, Cappadocia. Dubai tháng 12. À Dubai tháng 12. Cappadocia. Ôi giời ơi. Thôi mình. Ôi giời ơi. Mình đã đi vào mây rồi đó. Cũng ổn, thôi mình cứ nói chuyện đi, tập trung. Tập trung nói chuyện để, mọi người. Để phân tán độ sợ hãi. Sếp sợ độ cao hay sếp? Sếp độ cao. Cái hôm bữa sếp đi cái bay nhảy quay hình cho tập Dubai ấy, nhảy dù ấy. Lúc đó thực sự mình nghĩ là thôi đời mình sống ở đây đủ rồi. Cái cảm giác sợ lắm, tức lên cái khí của cái máy bay ấy, nó ập vào người ấy, xong mà chuẩn bị mà bước ra nó máy bay nó mở cánh cửa, mình cảm giác là thôi mình buông thôi. Mình bảo cái ngu nhất của mình này chọn cái môn này chơi. Không như bồ lại có clip để đời. Mua một đấy. Các bạn nên trải nghiệm những cái mà những cái môn chơi mọi trò chơi mạo hiểm. Đó là những cái trải nghiệm và những cái mà lưu lại cho mình những cái kỷ niệm đẹp trong mỗi hành trình du lịch của mình. Các bạn mà đi du lịch mà các bạn an toàn quá, chỉ có đi ăn đi uống và các bạn không tham gia quá nhiều những hoạt động ngoài trời ấy, thì nên ở nhà để tiền nó mua đất. Nghe hợp lý. Hợp lý không? Hợp lý. Đúng không? Đúng rồi. Đồ hội Hàn Quốc là chúng hay kiểu ngồi kiểu bài bài. Ngồi kiểu bài Limino. Còn ở đấy Việt Nam ngồi kiểu bươn người. Ngồi
một con gái ngồi phải khép như vậy này đấy, chân phải như vậy để cho vừa có độ dài vừa khép. Và nếu mà mình có muốn mà thay đổi chân để thay đổi cái tư thế cho đỡ thoải mái, mình khép rồi mình ngồi và như vậy. Không hiểu đấy, nó chia sẻ anh hết nhé. Nhưng mà nam thì thường họ sẽ dùng từ elegant gì đối với nam? Ai mà sớm em thấy thời trang nhiều hay người ta cũng bị elegant. Elegant à? Elegant thường dùng cho nữ. Dùng từ xinh à, công nhận nam dùng từ xinh beautiful. Nam thường dùng Việt Nam, công nhận Việt Nam bây giờ á ra đường nhìn thấy con trai toàn là ồ xinh thế, với cô nào cũng đeo công tắc len. Các cô giờ đeo công tắc len nhiều, vấn hơi dày, hơi dày nhỉ. Đấy, ví dụ như Đỗ Long nhỉ, hạn Đỗ Long các bạn biết Đỗ Long. Ok, các bạn biết nhà thiết kế Đỗ Long ạ. Một tháng anh ấy mất gần 200 triệu về phấn nền. Và 47 triệu tiền son môi dưỡng. Đẹp, đẹp quá. Mình đang trên máy rồi. Tới đỉnh rồi. Đằng sau mình là trời xanh, cực kỳ xanh luôn. Hồi xưa cũng là đi cáp treo ấy, chỉ mong đến khúc này và có rơi xuống cũng không sao. Ok, may ở dưới à. Đẹp quá, mây đẹp quá này, tuyệt vời. Các bạn nhé, các bạn nhớ nhé, không phải lúc nào mình cũng thấy được những cảnh tượng như thế này. Đây là một trong những điều may mắn khi mình đi du lịch. Khi đến Sapa ấy, nếu mà các bạn không lên đỉnh núi Phan Xipang này thì đó là một thiếu sót cực kỳ lớn và chắc là lớn nhất trong hành trình đến Sapa. Nhưng mà khi mà các bạn đến mua vé ở dưới thì các bạn cũng nên hỏi người bán vé là hôm nay thời tiết trên đây, hiện tại thời tiết trên đây có đẹp hay không. Thì nếu mà họ xua được đẹp thì mình bỏ tiền ra mua vé và lên đây ngắm biển mây. Này, chụp đây. Thơm chú gái nào? Thơm chú gái. Ôi giời ơi, thơm đấy. Có like không em? Dạ, em không like. Xinh thế. Đây, gặp anh Tiệp, lấy Ngọc Trinh đi anh. À, không. Sao đi đâu hỏi Ngọc Trinh là sao? Chắc xong rồi đấy, để anh check lại Thúy này xem còn cái thiếu sót nào nữa không. Chắc nha. Ừ, chắc xong rồi đấy, thôi chắc là giờ cũng hết rồi, muộn rồi. À đây, à, có một sản phẩm mà 2 tuần nay gắn bó với Tiệp. Tiệp mới sử dụng được 2 tuần nay nhưng mà nó có hiệu quả rất là tốt. Được làm bằng 100% thảo mộc thiên nhiên Zenith Platinum. Tiệp nghĩ đây là một dòng sản phẩm tốt giúp cho các bạn nam giới, nhất là tăng cường cái vấn đề sinh lý nhé. Đến bây giờ thì đi đâu Tiệp cũng mang theo, vào một ngày nào Tiệp uống một viên. Được làm bằng công thức enzyme siêu hòa tốc của Cộng hòa Liên bang Đức. Nó được chứng chỉ của Bộ Y tế và chắc chắn đây là một trong những sản phẩm tốt. Ok. Đây là Thủy, là một trong những người bạn thân của Tiệp. À, Thủy và Tiệp có mối quan hệ tình bạn hơn 20 năm Thủy nhỉ? Hơn 20 năm. À, nhưng mà không bao giờ bị ngắt quãng một khoảng thời gian nào.
hai đứa thường xuyên liên lạc với nhau, cũng may nhờ có Facebook. Và Thủy là người biết hết tất cả những cuộc sống diễn ra hàng ngày của Tiệp, những dự án và những kế hoạch. Nhân tập này Thủy là người sống, sinh sống và làm việc ở Lào Cai. Cảm ơn Thủy đã tất kê Tiệp rất nhiều trong cái hành trình Sapa này, trong tập Sapa này. Tất cả các dự án và công việc của Tiệp, Thủy đều ủng hộ và chia sẻ tất cả với Tiệp. Nhất là đợt vừa rồi, Tiệp có mở thêm kênh Tiệp Official. Mặc dù ở nhà nhưng mà luôn đồng hành trong tất cả các chuyến đi, trong tất cả các tập của Tiệp. Và coi như là cả gia đình được đi du lịch cùng Tiệp. Cứ 8 giờ nhỉ? 8 giờ 30 hàng tuần, tối thứ 6 là hầu như nhà mình đều mở YouTube ra để đi du lịch cùng bạn mình Vũ Khắc Tiệp. Mong rằng và chúc cho bạn là kênh của Vũ Khắc Tiệp Official luôn phát triển xa hơn nữa và mọi người đón nhận nhiệt tình hơn nữa. Tình bạn của chúng ta mãi mãi như thế này và sẽ thăng hoa hơn nữa ở những giai đoạn kế tiếp. Và câu nói quen thuộc cuối mỗi tập, đó chính là mọi người hãy follow Instagram Vũ Khắc Tiệp có tích xanh để xem và ngắm những hình ảnh đẹp của mỗi chuyến đi. Cảm ơn tất cả mọi người.